Nói cho hướng dẫn các bạn cấu hình cơ bản thôi. R1, R2, R3, ba rotor chạy ESD 100. Chạy cấu hình như nào? Chia tôi R1. Thế này. Interface S0 trên 0 10.1 cho 12.1. Interface phát 0 trên 0 10.1 cho 13.1. Rồi. Cho tôi R2 interface S0 trên 0 10.1 chấm 12 chấm mấy? À, ok. Rồi. Phát 0.1 10.1.23.2. Cho tôi R3 10.1.23.3. Rồi. 0 trên 0 10 10.1 cho 13.3. Rồi, show virus. Ok, có hai mạng côi tật chưa? R3, rồi. R2, 12 và 13. R2. Rồi, ok, 12 và 13. Em hiểu chưa? Thấy đúng không? Rồi, tôi chạy định tuyến đi ra IP nhá. Gì nữa? Nâu trước. Đánh trước được mà. Là 2 bao nhiêu? Network. Hiểu chưa? À. Xong chưa? À, áp rồi. Cho tôi là một show gì em? Show IP, EIP, label. Thế hai hàng xóm chờ 12.2 và 13.3 chưa? Ok. Show IP root thấy cái gì em? D chưa? 123.23.0 chưa? Ok. Ok không? Và chúng ta sẽ tìm hiểu khảo sát xem cái metric của EIP là tính như thế nào. Được chưa? Cái metric của ESRP tính như nào. Ok. À, đấy, 90 là AD 307200 nó chính là metric. Ok không? Vậy ta sẽ tìm hiểu xem metric của ESRP tính như nào nhá. Ờ tiếp theo. Xem metric